Thưa quý vị, sách, truyện báo, những bộ sách giáo khoa, những tủ sách yêu thương được xây dựng từ chương trình Đổi sách lấy cây ngày càng phổ biến trong xã hội. Nhờ chương trình này, sách đã đến với các bạn nhỏ ở các điểm trường khó khăn, các mái ấm đang nuôi dưỡng những bạn nhỏ kém may mắn, góp phần làm xanh thêm, bảo vệ môi trường sống xung quanh, đồng thời lan tỏa phong trào đọc trong cộng đồng. Hôm nay là một ngày đặc biệt với các bạn nhỏ này khi cùng nhau đi đổi sách lấy cây. Mỗi cuốn sách mang đến đây, các bạn nhỏ sẽ được nhận về giấy khen bé làm việc tốt và một cây sen đá nhỏ xinh. Mỗi cuốn sách lại được thêm một vòng đời sử dụng mới, không bị lãng phí, được đến với những người đọc mới. Còn các em nhỏ thì có cơ hội được làm việc tốt. Con đến đây để con đổi sách cũ này và con được lấy cây mang về nữa. Con cảm thấy rất thích ạ. Mình thấy đây là một cái hoạt động rất chia có ý nghĩa. Kiểu khi mà biết đến cái hoạt động này của Hopic thì mình cũng thường xuyên đưa các cháu ra đây để đổi sách, lấy cây để cho các con hiểu và quý trọng kiểu những cái quyển sách của mình hơn. Hoạt động đổi sách lấy cây đã được triển khai rộng khắp trong thời gian qua, không chỉ mang tính phong trào, được tổ chức vào thời điểm cố định, mà hoạt động này ngày càng được lan rộng, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình với mục tiêu trao tặng cây xanh, góp phần làm xanh, bảo vệ môi trường sống xung quanh, đồng thời lan tỏa phong trào đọc trong cộng đồng. Khi tham gia chương trình thì các bé sẽ nhận được chứng chỉ làm việc tốt, ngoài ra thì sẽ được tích lũy đổi điểm để sử dụng dịch vụ. Và vào những ngày giờ đặc biệt thì bên em cũng sẽ gửi tặng cho các bé thêm một cây sen đá để khuyến khích các bé làm từ thiện. Thì đích của chương trình thì cũng mong muốn là giúp các bé có thể là nhận thức được lợi ích của việc làm từ thiện, ủng hộ sách. Ngoài ra thì cũng mong muốn là các bé học tập được cách chia sẻ tới các bạn khác. Những cuốn sách sẽ được thu gom và phân loại. Sách giáo khoa sẽ được tặng cho các trẻ em khó khăn, trẻ yếu thế để chuẩn bị hành trang vào năm học mới, vừa giúp tiết kiệm nguồn chi phí mua sách giáo khoa, vừa là cơ hội cho các em được tiếp cận, thúc đẩy đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ đó lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đẩy mạnh tái chế và giảm thiểu rác thải.